Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều mô hình chăn nuôi gà của những trại với quy mô từ 2.000 đến 50.000 gà. Và hiện nay cũng có rất nhiều giống gà để các bác lựa chọn, như các loại gà ngắn ngày như Minh Dư, Hòa Phát, Zidaboko, Lai Trọi, Ta Lai. Và một số loại gà đặc sản nuôi dài ngày hơn như mía thuần Sơn Tây, mía thuần Dabaco, Lạc Thủy, vân vân. Tôi cũng đi qua nhiều trại thì tôi thấy một số vấn đề, đó là các bác nhập giống rất lông côm, chất lượng giống kém dẫn đến tỷ lệ hao hụt, tiền thuốc và vaccine quá nhiều. Tiếp theo là các bác ghi chép quản lý số liệu về thức ăn, thuốc, hao hụt rất kém, dẫn đến các bác không hoạch toán được giá thành trong chăn nuôi gà, khi nuôi một đàn gà không biết lợi nhuận được bao nhiêu tiền. Tôi nói thật với các bác là những trại của tôi đang chăm sóc thì tôi hướng dẫn trại ghi chép rất cụ thể. Bao nhiêu cám, bao nhiêu tiền thuốc, chế thầu hụt bao nhiêu con thì trại đều ghi hết. Vì vậy họ hoạch toán giá thành và lợi nhuận rất cụ thể. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác hoạch toán giá thành cũng như lợi nhuận của một đàn gà 3.000 con giống mía thuần Dabaco của một trại 2 vạn gà họ vừa xuất trong Tết. Trại này ghi chép rất cụ thể từ cám, giống, thuốc, hao hụt. Vì vậy tôi có thể tổng kết được chính xác giá thành và lợi nhuận của đàn gà này. Đây là số liệu tôi tổng kết của trại, vì vậy tôi không bịa đặt một câu nào đâu các bác nhé. Thì đây là đàn gà mía Dabaco 3.000 con bắt ngày 6 tháng 8 âm lịch. Đàn gà này thì bắt 70% trống các bác ạ và được tặng 60 con. Đối với đàn gà này thì họ sử dụng sản phẩm của Cargill. Đối với gà úm thì họ sử dụng 2101 là 71 bao, 2702 là 245 bao, 2202 là 319 bao. Và giai đoạn cuối vỗ béo là 2302 là 195 bao. Thì chi phí 3.000 gà mía Dabaco này hết tổng 830 bao cám cho 2.910 con gà còn lại. Thì 1.000 con suy ra thì ăn hết đó là 285 bao cám. Thì tổng tiền cám là hết 225.060.000 đồng. Tiền giống là hết 60 triệu đồng. Tiền thuốc là hết 18 triệu đồng. Tiền điện là hết 2 triệu. Thì tổng chi phí đối với lại 3.000 gà này á, thì mất 305 triệu đồng. Tổng số gà ban đầu là 3.060 con, chết là 100 con, bị khớp mất 40 con và loại mất 50 con. Thì tổng hao hụt là 190 con gà loại. Thì đối với đàn này thì tổng số gà còn lại là 2.870 con. Thì ngày bán gà là từ 21 tháng 12 đến 28 tháng 12 âm lịch. Số ngày nuôi đến khi bán hết gà là 4 tháng 22 ngày. Số kg gà bán được là 6 tấn 610 kg. Giá trung bình là 105.000 đồng trên 1 kg. Thì họ bán được số tiền đó là 694.050.000 đồng. Suy ra lợi nhuận đối với đàn gà này thì lấy 694.050.000 đồng trừ đi 305 triệu sẽ bằng đó là 389.050.000 đồng. Giá thành trên 1 kg gà là 46.142 đồng trên 1 kg. Đấy, các bác có thể thấy là lợi nhuận rất tốt đúng không ạ? Lợi nhuận trên 1.000 gà là gần 130 triệu đồng, mà giá thành lại rất thấp, chỉ hơn 46.000 đồng trên 1 kg thôi. Vì vậy, tôi có một số lời khuyên cho các bác chăn nuôi gà là: thứ nhất, các bác phải chọn lựa được con giống tốt, đảm bảo chất lượng, khi đó tỷ lệ hao hụt, tiền thuốc sẽ rất ít. Quan trọng là gà đạt cân và tỷ lệ đồng đều cao. Thứ hai là các bác nên chọn lựa các loại cám tốt, chất lượng. Tốt nhất các bác nên chọn các công ty trong top 10 trên thị trường. Cám tốt sẽ giúp gà hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, kháng thể con gà sẽ cao hơn và chống lại được bệnh tật trong những điều kiện bất lợi, giảm được chi phí thuốc thú y. Thứ ba là các bác phải làm đầy đủ các loại vaccine như khuyến cáo. Tôi thấy một số trại thường bỏ qua một số loại vaccine quan trọng như cúm, ILT hay uống phòng lại các loại vaccine như Newcastle. Thứ tư là phải phòng thuốc theo đúng lịch trình khuyến cáo và ghi chép số liệu đầy đủ để hoạch toán chi phí trong chăn nuôi gia cầm. Thứ năm là phải đảm bảo mật độ nuôi phù hợp và đảm bảo đủ máng ăn, máng uống sẽ giúp gà thu nhận thức ăn và lượng uống tốt hơn, giúp gà đồng đều hơn. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của tôi về hoạch toán giá thành thực tế trong chăn nuôi gà. Các bác có thể tham khảo và đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn.